Con trai Chế Linh bị đánh hội đồng, người cha từ Mỹ nói gì? Chế Phi, con trai Chế Linh cho biết khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 8, anh cùng bạn chạy xe máy về bãi giữ xe chung cư Mỹ Đức, phường 21 Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông đi phía sau. Hai bên cãi vã xô xát và được bảo vệ chung cư ngăn cản. Một lúc sau khi Chế Phi đứng ở sảnh thì người đàn ông này cùng 4 người khác đến tìm, đuổi đánh vào sảnh thang máy. Camera tại chung cư ghi hình 3 người trong nhóm này đánh Chế Phi. Khi nạn nhân nằm gục dưới nền, một người tiếp tục đánh. Bảo vệ chung cư can ngăn yếu ớt, sự việc này khiến Chế Phi bị thương ở vùng đầu và mặt. Trước việc con trai bị đánh hội đồng, ca sĩ Chế Linh sốt ruột và buồn bã. Ông tiết lộ hiện chưa biết thực hư vấn đề, đang chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, Chế Linh cho biết dù sự việc xảy ra theo hướng nào, ông vẫn khuyên con trai giải quyết theo hướng ôn hòa. Chế Linh quan niệm một câu nhịn chín câu lành để hóa giải mâu thuẫn. Ông nhắn nhủ con, cha nghĩ Chế Phi nên thẳng thắn gặp gỡ các bạn để giải hòa. Đây là sự yêu cầu tha thiết của cha. Lúc nào cha cũng dạy con giải quyết vấn đề bằng sự hiền hòa nhất. Ngoài ra, Chế Linh cũng cho biết nếu con trai có lỗi, ông sẵn sàng đứng ra xin lỗi công khai. Tôi đã lớn tuổi rồi, tôi thấy tất cả sự việc đều có cách giải quyết, chuyện lớn hóa nhỏ. Vì thế nếu có thể, tôi đề nghị hai bên gặp gỡ nhau, bắt tay, đối mặt nhau nhìn nhận vấn đề. Còn phải, lỗi thì tính sau. Tôi đã lớn rồi, tôi thấy tất cả sự việc đều có cách giải quyết, Chế Linh nói trong video gửi truyền thông. Chế Linh đã yêu tha thiết em vợ trong lúc vợ sinh con. Chế Linh là một trong những ca sĩ nổi tiếng cả về sự nghiệp lẫn đời tư. Ngoài biệt hiệu tứ trụ nhạc vàng, một trong 4 giọng nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng thời kỳ đầu, nam danh ca này còn được người ta mệnh danh là sát thủ tình trường, gã du ca đào hoa. Chế Linh cũng thừa nhận đã rất nhiều bóng hồng đi qua cuộc đời ông, nhưng đa phần họ đều phải chịu thiệt thòi khi chót trao con tim cho một nghệ sĩ đa tình. Sau nhiều tập tình trường, danh ca mới tìm được bến đỗ cuối cùng vững chãi đến hôm nay. Sinh sống ở hải ngoại nhưng những năm gần đây, Chế Linh rất chăm chỉ về nước phục vụ những người hâm mộ. Và mỗi lần xuất hiện trước công chúng, người ta lại thấy bên cạnh nam danh ca luôn có một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Đó chính là người vợ thứ tư của ông, tên Vương Nga. Họ đã gắn bó bên nhau mấy chục năm nay. Tuy nhiên, trước bến đỗ bình yên này, Chế Linh đã trải qua nhiều đoạn tình trường với những cung bậc cảm xúc, hạnh phúc, đau khổ, mất mát, tổn thương, nghi kỵ. Chế Linh kết hôn với người vợ đầu tiên từ năm 21 tuổi, sống với nhau 4 năm và có tới 5 người con, thì cả hai đường ai nấy đi. Nguyên do nam ca sĩ đã phải lòng em gái của vợ. Chẳng là khi ấy, Chế Linh còn nghèo, phải sống chung với gia đình bên vợ. Hàng ngày ra vào gặp gỡ cô em dì xinh đẹp đang tuổi xuân thì, trong khi vợ liên tục nằm cữ, ông nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Những khi vợ chồng xảy ra chuyện xích mích, cô em vợ lại là người thông cảm, chia sẻ với anh rể. Cứ thế đến một ngày mọi chuyện vỡ lở và Chế Linh đành phải kết thúc hôn nhân với cô chị để đến với cô em. Nhưng người vợ thứ hai cũng không giữ chân được nam ca sĩ đào hoa lâu. Họ chia tay sau hơn 4 năm chung sống. Nhắc lại chuyện tình chị duyên em này, giọng ca Thành Phố Buồn chia sẻ. Chúng tôi chia tay nhau trong êm thấm và đến nay họ vẫn yêu thương nhau. Nếu để sự việc tệ hơn mới chia tay, có thể cả ba bây giờ vẫn hận thù hoặc sẽ không tôn trọng nhau. Tôi nghĩ rằng nếu sống với nhau không êm đẹp thì nên chia tay. Bởi nếu cứ sống với nhau trong sự dằn vặt thì giá trị sống sẽ không còn. Nếu tôi không ra đi sớm, không chia tay sớm, chúng tôi bây giờ không thể nhìn nhau như những người bạn. Tôi từng mong khi chúng tôi chia tay nhau, tôi sẽ có vợ, các cô ấy sẽ có chồng. Rất buồn là tôi có vợ nhưng hai chị em họ đều không chịu lấy chồng. Rất buồn là tôi có vợ nhưng hai chị em họ đều không chịu lấy chồng. Và đó chính là điều khiến tôi quý trọng họ. Cuộc hôn nhân thứ ba cũng gây cho nam danh ca nhiều tai tiếng. Người vợ này của Chế Linh tên Thúy Hằng, quê gốc Nam Định. Sau khi quen biết và yêu nhau một thời gian, Chế Linh đến gia đình Thúy Hằng xin cưới 3 lần mà không được. Cũng bởi cái lý lịch hôn nhân phức tạp trước đó của ông. Được sự hậu thuẫn của một người chú ruột Thúy Hằng, Chế Linh đã làm một chuyện tài đình là bắt cóc thiếu nữ 17 tuổi này. Sau 14 ngày dẫn Thúy Hằng đi trốn ở một nơi bí mật, Chế Linh mới đưa người yêu về. Gia đình cô gái khi biết chuyện đã tố cáo nam ca sĩ dụ dỗ trẻ vị thành niên. Thậm chí một người bác của Thúy Hằng khi đó đang giữ chức vụ rất lớn ở Sài Gòn đã dọa kiện kẻ bắt cóc ra tòa. Cực chẳng đã, Chế Linh đành phải tìm tới năn nỉ. Cái này cháu có lỗi nhưng chỉ vì quá yêu. Cuối cùng, tấm chân tình của chàng ca sĩ đã qua 2 lần đò cũng khiến gia đình cô gái cảm động, chấp thuận cho họ nên duyên. Đến với nhau sau khi đã trải qua bao trắc trở, nhưng cuộc hôn nhân của cặp đôi cũng không trường cửu, bởi Thúy Hằng đã tự tìm tới cái chết, để lại cho ông hai đứa con vẫn còn thơ dại. Việc ra đi đột ngột của người vợ này đã khiến Chế Linh phải hứng chịu những đồn đoán oan nghiệt. Người cho rằng chính Chế Linh đã gây ra cái chết của vợ. Người phao tin vì nam ca sĩ mải mê trăng gió nên Thúy Hằng buồn bã sinh uất ức tự tử. Sau này nam danh ca mới trần tình rằng Hằng bị suyễn. Mỗi lần cô ấy lên cơn tôi thường hủy tất cả các show để ở nhà chăm sóc vợ. Thời gian đó đang chuẩn bị diễn ra giải Kim Khánh. Tôi có đăng ký tham gia. Hôm ấy tôi ra phi trường đón một số bạn trẻ nhưng máy bay bị hoãn chuyến nên chậm tới 4 tiếng. Khi trở về, mâm cơm Hằng nấu vẫn đậy lồng bàn, nghĩa là Hằng vẫn đợi tôi về để cùng ăn. Bình thường tôi sẽ nói với vợ, em ăn cơm đi, anh cũng ăn sơ sơ rồi. Anh ăn cơm rồi, không ăn nữa đâu, và vội vàng đi tắm sau đó đi ngủ. Khi ba cho con tôi ngủ, Hằng xách giỏ, đi đến thuê một phòng ở nhà nghỉ trên đường Gia Long, nơi chúng tôi đã có những cuộc hẹn hò đầu tiên.
10 giờ sáng hôm sau khách sạn phát hiện ra, đưa Hằng tới bệnh viện nhưng không kịp. Thúy Hằng quyên sinh, chỉ để lại cho tôi đúng 2 dòng thư tuyệt mệnh. Em ra đi để anh còn mãi trong tim em, và em cũng còn mãi trong tim anh. Lúc Hằng tự vẫn, gia đình cô ấy rất tức giận, quy hết tội lỗi cho tôi. May mắn cho tôi là trước lúc quyết định từ giã cõi đời, Thúy Hằng còn gửi cho em trai một lá thư, dặn 3 ngày sau khi sự việc xảy ra mới công bố. Chính lá thư đó đã giúp gia đình vợ hiểu rằng tôi không dồn ép và cũng không phải người giết vợ. Bẵng đi vài năm tập trung cho sự nghiệp ca hát, chăm sóc 2 con nhỏ, trữ tình lại tiếp tục đến với nam danh ca. Đây chính là bến đỗ bình yên của ông tới ngày hôm nay. Một lần tôi tình cờ thấy cô con gái của chủ nhà tên là Vương Nga đứng trên ban công. Vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn khiến trái tim tưởng như đã nguội lạnh của tôi bỗng đập rộn ràng. Chế Linh nhớ lại giây phút xao xuyến trước người vợ thứ tư. Sau vài lần tiếp cận người đẹp, một đêm tháng 12 năm 1974, Chế Linh đánh liều đến nhà xin cha mẹ cho Vương Nga đi chơi với mình và hứa đúng 12 giờ khuya sẽ trả về. Chế Linh chở Vương Nga đi chơi bằng xe Jeep, đầu tiên là ghé cửa hàng mua một bó hoa, sau đó lái xe hướng ra ngoại thành, rồi chạy thẳng vào nghĩa địa. Cô gái trẻ ngồi trên xe thất kinh hồn vía, vừa sợ ma vừa sợ chàng ca sĩ giở trò bậy bạ, nên hết lời năn nỉ, van xin Chế Linh quay xe ra. Nhưng sau đó, cô đã trấn tĩnh và không khỏi xúc động khi được Chế Linh dẫn đến bên mộ người vợ cũ dâng hoa. Việc làm đó của nam ca sĩ gửi đến Vương Nga thông điệp rất rõ ràng là muốn tiến tới hôn nhân với cô. Sau đó chàng đưa nàng đi hát và trở về nhà đúng giờ hẹn. Chế Linh cũng có được trái tim người đẹp từ đó. Vài tháng sau, Chế Linh sang nhà Vương Nga xin cưới, nhưng lại bị từ chối vì họ hàng đã quá ngán ngẩm chuyện đời tư tai tiếng của nam ca sĩ. Xin cưới đàng hoàng không được, tôi lại lập kế hoạch bắt cóc cô gái giống như lần trước. Lần này tôi bắt cóc Vương Nga những 3 tháng. Ba của Vương Nga vất vả đi tìm con, đến khi tìm thấy con mình đang chung sống với tôi, ông ở lại luôn với chúng tôi. Má của Vương Nga thấy chồng đi tìm con không về, lại cho em trai Vương Nga đi kiếm. Đến lúc đó, ba cha con mới về nói chuyện phải quấy với họ hàng. Đến nước này, gia đình Vương Nga đành phải chấp nhận chuyện ván đã đóng thuyền. Chúng tôi cưới nhau cuối năm 75, tôi đã và đang sống một cuộc sống êm đềm với Vương Nga gần 40 năm qua. Chế Linh kể lại cuộc chinh phục gia đình vợ gian nan. Chế Linh chia sẻ sau khi kết hôn với người vợ thứ tư, ông vẫn được rất nhiều bóng hồng để ý, thậm chí có người còn đề nghị làm người tình, chỉ đi bên cạnh cuộc đời nam danh ca cho thỏa nỗi yêu thương. Nhưng sau nhiều tập tình trường với đủ cung bậc cảm xúc, Chế Linh đã đủ tỉnh táo để biết trân trọng hạnh phúc đang có. Vì vậy mà 40 năm nay, tổ ấm của ông vẫn bền vững. Chế Linh, tôi hạnh phúc khi 4 bà vợ vẫn hòa thuận êm ấm. Trên trang YouTube cá nhân, danh ca Chế Linh đăng tải phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Mặc dù được chia sẻ từ lâu nhưng nội dung video vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Phim tài liệu gây xúc động khi ghi lại khoảnh khắc Chế Linh lúc chập chững vào nghề đến khi gặp nhiều biến cố phải tha phương. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ thẳng thắn tâm sự về đại gia đình của ông với 4 đời vợ. Không chỉ gây ấn tượng bởi phong thái và tài năng, chuyện tình ái của nam danh ca cũng tốn không ít giấy mực của báo giới. Bộc bạch về chuyện đời tư, Chế Linh bày tỏ: cuộc đời nghệ sĩ mà, người ta đồn đại tôi nhiều chuyện nhưng có chuyện không thật. Nhưng đối với tôi không thể giấu quý vị được. Trong đời tôi có 4 người vợ, 14 đứa con, 7 trai, 7 gái. Những người vợ đã qua rồi thì vẫn còn liên lạc bình thường, sinh hoạt bình thường, tôn trọng nhau như ngày nào. Còn các con tôi giờ vẫn thương mến tôi, gần gũi tôi. Niềm hạnh phúc đó khiến tôi rất mãn nguyện. Đồng thời nam danh ca cũng tiết lộ về người vợ hiện tại. Người vợ mà tôi hiện đang chung sống rất cởi mở và cũng không khắt khe với các con tôi. Những đứa con tôi có với các bà trước, cô ấy rất duyên, không có gì khó khăn. Chắc quý vị đã nghĩ 4 vợ thì có nhiều khó khăn lắm, nhưng thực sự tôi rất hạnh phúc. Bà xã hiện tại của ông là bà Vương Nga. Dù cách biệt về tuổi tác, nhưng vợ chồng nam danh ca vẫn rất tình cảm. Vợ của Chế Linh còn là một tri kỷ trong âm nhạc với chồng. Theo tiết lộ của nam ca sĩ, bà xã ông luôn thuộc lòng những ca khúc chồng biểu diễn, tận tình góp ý để Chế Linh cải thiện. Bà còn là người chăm lo hỗ trợ ông sắp xếp lịch diễn. Trong clip còn có đoạn nam ca sĩ lần đầu trở về quê hương sau thời gian dài xa cách, đến thăm trường cũ ở làng Hữu Đức, tỉnh Ninh Thuận. Chế Linh rưng rưng kể về những kỷ niệm một thời gắn với tuổi thơ ông. Ngôi trường này đã dạy tôi biết lắng nghe âm nhạc và âm thanh của vũ trụ. Từ đó tôi trở thành ca sĩ. Tôi xúc động khi thấy trường không còn hoạt động, chính khuôn viên này vẫn còn trong tôi mãi mãi. Tại đây cũng khơi gợi cho ông những kỷ niệm thời điểm rời quê nhà lên Sài Gòn. Chế Linh bồi hồi: năm 1957 tôi bỏ làng ở Phan Rang để lên Sài Gòn. Tôi cảm tưởng nơi này rất xa lạ, nhưng rồi tôi được sự giúp đỡ của một người đạp xích lô. Ông ta dắt tôi đến một gia đình người Hoa giàu có, họ nhận tôi để giữ con cho họ. Sau này tôi chỉ giữ và đưa rước con họ đi học vào buổi sáng, buổi chiều thì tôi được đến trường học. Lúc đó ông ta có dắt tôi đến một trường ở chợ lớn học. Ngoài ra nam danh ca cũng nghẹn ngào và dành sự biết ơn đối với những người đã dìu dắt và đưa ông vào nghệ thuật. Trên YouTube, đoạn video nhận được gần 90.000 lượt xem, nhiều người khen ngợi giọng hát Chế Linh. Một khán giả viết: thần tượng của tôi, ước mơ được gặp anh ngoài đời một lần. Giọng ca nhạc vàng, bất hủ của mọi thời đại. Chế Linh năm nay bước vào tuổi 79,
Những năm gần đây, ông thường xuyên về Việt Nam biểu diễn. Năm 2020, do dịch bệnh, ông chủ yếu sống ở Canada. Chế Linh bày tỏ tiếc nuối khi nhạc sĩ Lam Phương qua đời. Gọi nhạc sĩ Lam Phương là một trong những đàn anh kính yêu đã vĩnh viễn ra đi.